tôi tại sao ước ca bài ca sầu nhớ hương ngắm trong mơ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình duyên tôi đời mày chức năng đĩa MD nha. Em xin giới thiệu đây là dàn mini, model là Kenwood L7, một trong những model rất là hiếm về với thiết kế độc lạ. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD, ngõ optical dùng giải mã 24 bit không mồi và ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nếu các anh nào có nhu cầu mà gắn thêm Bluetooth đó, cho cái dàn này nó hoàn hảo thêm, nó thêm chức năng Bluetooth không dây thì cứ liên hệ em sẽ gắn vào cho mình nha. Bluetooth là em gắn phía trong dàn, mình không cần dây nhợ gì hết, chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Đương nhiên giá thành của Bluetooth gắn trong nó sẽ đắt hơn Bluetooth gắn ngoài và chất lượng nó sẽ ok hơn, bắt xa hơn trong diện tích phòng 50m² và chuẩn hơn. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của lo là 29cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Hình thức độc đáo với thiết kế kiểu L nên Kenwood đặt tên là Kenwood L7 luôn. Và đặc biệt lo của nó rất là độc lạ nha. Đây, hình oval như vậy, gân là gân giải tẩm dầu nên không lo mục nha. Còn phía trong lòng bass á là bằng giấy cho chất âm bass sâu mà mềm tơi. Trên tay em đang cầm một cái remote học, tức là cái hiển học. Mình có thể chỉnh được bass nè, mic nè, treble nè, nên dễ dàng phù hợp với gu nghe nhạc của các anh, là phù hợp với đa thể loại nhạc và với bài hát mình đang nghe luôn. Thích bass nhiều, treble nhiều hay như thế nào thì mình cứ tùy chỉnh để phù hợp. Nãy giờ mình nghe nhạc qua MD nha. Em sẽ bật cái nắp ký này ra, lấy MD ra. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc được trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo cầu. Các nào mua CD, mua MD, chép nhạc theo ý thích mình thì cứ đưa danh sách bài hát hoặc là tên ca sĩ hay thể loại nhạc vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình. Bên em có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ 100%, em sẽ tặng mình một cái đĩa MD chép nhạc theo cầu. Nếu không lấy đĩa MD thì em tặng mình jack kết nối điện thoại. Mình được chọn một trong hai. Còn nếu không muốn chuyển đủ thì vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhãn hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship. Đây là cái lưới lo của nó, kiểu lưới lo nó cũng thiết kế lạ nữa ha. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện ship. Có thì cọc 500, chuyển đủ thì được tặng quà tặng như em vừa nêu. Số điện thoại cũng như Zalo bên em là 0931008099. Mình có thể gọi trực tiếp để em tư vấn hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh mặt trước sau cho mình tham khảo trước khi mua hàng. Bây giờ mình sẽ test tiếp chức năng thứ hai là chức năng giải mã optical không mồi 24 bit nha. Bây giờ mình sẽ chuyển ngõ. Em cho nhạc lên chưa? Rồi bây giờ mình cùng nghe nha. Chút xíu em sẽ quay mặt sau hướng dẫn mình kết nối optical. Em dùng khiển á, em chỉnh qua optical nè. D là đi guitar nha. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rơi rơi. Đừng về ký ức, cố xóa đi đoạn tình đơn sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng nhớ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến quá buồn ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây. Hằn lại sâu trong trái tim bao đây. Giờ đây chúng ta là hai người. Trên dàn này có hai học CD phía trên.
và phía trước. Phía trên mình không đọc nên em dùng cái học phía trước để test CD cho mình. Đây em sẽ mở cái khai ra nha. Đây em chỉ sử dụng đĩa chép bình thường thôi, đọc rất tốt. Ở đây thì mình có hai cái lay nè, lay nè của phía trên, lay nè phía dưới nè. Đó, mình nhấn CD chỗ này. À, trong thời gian cho nhạc test lên thì em sẽ quay mặt sau luôn nha. Mình sẽ nghe bài số 3. Bài Cõi Nhớ. Đây là ngõ optical dùng giải mã 24 bit không mời. Đây, có đèn cháy nha. Mình cắm vào đây và phía trước mình thiện D audio in. Ngõ sub để kết nối sub điện rời, tắt thêm dãy âm trầm. Ngõ out kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình có in và out. Ngõ in để kết nối điện thoại bên đây. Ngõ out là kết nối thiết bị ngoại vi. Công suất âm ly là 45W và công suất lo là 40W trên cặp lo. Trở kháng của lo là 6 ohm. FM tần số là 90. Lòng